Xin chào quý khán giả của người Việt TV, sau đây là một điểm tin sáng thứ 6 ngày 22 tháng 7 năm 2016 Thưa quý vị, ngày hôm qua ngay tại thành phố Cleveland, từ bang Ohio, Đại hội Đảng Cộng Hòa kết thúc sau 4 ngày họp và Đại hội đã chính thức tấn phong ông tỷ phú Donald Trump làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng đã ra trong cuộc tổng tình cử ngày 8 tháng 11 sắp tới đây ngay trong bài diễn văn nhậm chức thì ông Trump đã tự nhận mình là nhà lãnh đạo duy nhất có thể bảo vệ đến nước Mỹ và chấn trình được nền kinh tế ảm đạm hiện nay. Ông nói rằng không ai hiểu cái hệ thống chính trị nước Mỹ hơn ông cả, vì vậy chỉ có ông mới có thể giải quyết được vấn đề. Ông đã mô tả tình trạng quốc gia hiện nay là hết sức tệ hại trên mọi phương diện, trong đó bà Ngoại trưởng Clinton có một vai trò trách nhiệm lớn. Ông nói rằng di sản của bà Clinton không phải là di sản của nước Mỹ, mà vấn đề nước Mỹ phải đương đầu bây giờ là một sự nghèo khó, bạo động, chiến tranh và tàn phá ở các quốc gia khác. Mọi sự tiếp tục tồn tại nếu như nước Mỹ không có một chính trị gia có thể thay đổi được tình hình. Ông Trump đã đọc bài diễn văn sau khi có một đoạn băng video chiếu trình bày tiểu sử của ông. Và sau đó thì cô con gái là Ivanka bước ra diễn đàn giới thiệu với ông Trump. Thưa quý vị, cô con gái Ivanka được chọn lựa là bởi vì ban tranh cử của ông Trump nhắm vào giới phụ nữ, là cái giới mà cho tới phút này ủng hộ bà Clinton rất nhiều. Sáng ngày hôm nay thì đài National Public Radio có cho biết là một cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất cho thấy kết quả là từ 60% tới 69% cử tri phái nữ không có thiện cảm với ông Trump. Trở lại cái đại hội đảng Cleveland ngày hôm qua thì sau khi cảm ơn và bày tỏ sự tự hào về thành quả ủng hộ đã thâu được qua cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua, thì ông nói rằng chúng ta tức là nước Mỹ đó và đảng cộng hòa cùng nhau nắm tay để đưa đảng trở lại uh, nắm quyền tại tòa bạch ốc. Ông hứa hẹn rằng thông điệp của ông muốn truyền đến tất cả mọi người là những chuyện uh, về bạo động chiến tranh nghèo đói kinh tế tụt hầu sẽ chấm dứt và bắt đầu cái sự chấm dứt đó ngay từ ngày 20 tháng 7 năm 2017 tức là ngày ông nhậm chức tổng thống. Uh, một số uh, một cuộc phỏng vấn sáng nay của đài NPA phỏng vấn về các quán cà phê tại các quán ăn tại các quán uống bia ở rất nhiều uh, tiểu bang nước Mỹ thì có nhiều người nêu câu hỏi là how làm cách nào mà ông có thể có được phép màu như vậy bởi vì cái bài diễn văn ngày hôm qua của ông Trump thì nói cho tới cùng cũng chỉ đưa ra một số những nét chung chung chứ không có những cái gì hiện thật là cụ thể ông dùng cái thời gian để ông tấn công bà Clinton khá nhiều ông nói rằng năm 2009 thì trước khi bà Clinton làm ngoại trưởng không có nhà nước hồi giáo khủng bố trên bản đồ thế giới không có việc tòa lãnh sứ Mỹ tại Benghazi bị khủng bố tấn công đốt cháy và đại sứ Hoa Kỳ chết vậy thì hy di sản của bà Clinton để cho nước Mỹ ông nói rằng chết chóc tàn phá và yếu đuối chuyển qua lĩnh vực kinh tế thì ông Trump nói rằng ông đã chọn ông Mike Pence vào chức vụ phó tổng thống và sẽ cùng nhau đem thành công viên nền kinh tế Hoa Kỳ giống như ông Michael Penn đã làm ngay tại tiểu bang Indiana. Ông cũng lên án chính sách của Tổng thống Barack Obama dẫn đến phân hóa chủng tộc mất an ninh trật tự khủng bố xảy ra ngay trong nước Mỹ. Ông nhắc tới cái vụ khủng bố ở nhiều nơi, trong đó ông có nói đến cái vụ ở Orlando, ở Florida, vân vân Và thưa quý vị, ông Trump cũng xác nhận lại cái lập trường ngăn chặn di dân của ông Ông nói là nguồn gốc của bạo hành và bất ổn xã hội sẽ phải ngăn chặn ngay từ vùng biên giới. Và ông nhắc lại cái lời hứa là sẽ xây một bức tường ở biên giới để ngăn chặn người di dân có thể xâm nhập từ phía Mexico. Cái bài nói chuyện của ông dài từ 4.000 chữ và kéo dài một tiếng đồng hồ. Ông nhấn mạnh cái chủ trương là chống lại các hiệp ước mậu dịch tự do bao gồm của NAFTA. Ông bảo là NAFTA là một trong những cái hiệp ước tồi tệ nhất trong lịch sử của nước Mỹ và TPP ông bảo là sẽ không để cho các công ty Mỹ bị mất vào tay các những công ty ở ngoài quốc và sẽ đem công việc làm ăn trở lại cho nước Mỹ. Ông hứa là sẽ đem tới một triệu công việc làm ăn trong nhiệm kỳ đầu của ông. Cuối bài diễn văn thì ông nói rằng nước Mỹ trên hết và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an ninh trở lại và sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thưa quý vị, nhưng mà phải nói rằng trong 4 ngày của Đại hội Đảng Cộng Hòa thì cái không khí chống bạc Clinton nặng lắm từ thống đốc từ bang new jersey là ông chris Christie cho tới cựu trung tướng michael Flynn là cố vấn về đặc trách an ninh và quốc phòng cho ban tranh cử ông trump rồi tới thống đốc scott walter của wisconsin đều nhắc nhở đến những lỗi lầm mà họ cho rằng bà clinton đáng nghĩa là phải bị tội bị tù thay vì được thành thơi như vậy và thậm chí là còn có người bạo miệng hơn bảo là đem bà ra xử bắn nữa Uh, thưa quý vị uh, như là ông Christie uh, Kiss -Kiss cho hạn cái câu nói của bây giờ đã trở thành khẩu hiệu của đảng cộng hòa là lock her up tức là nhốt bà Clinton ở trong tù uh, phía bên uh, bà Clinton thì phản ứng một cách chừng mực thôi cô con gái Chelsea có gửi ra một cái twitter và nói rằng uh, chúng tôi không muốn uh, gọi là dùng cái chiến thuật ném bùn sang ao uh, nhưng mà và Clinton sẽ có một cái bài diễn văn để cho thấy cái chính sách của dân chủ ra sao nếu mà bà nắm được quyền tại tòa bạch ốc. Tin hôm nay của đài CNN cho biết là ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton thời ông Obama và bây giờ đang là ứng cử viên hàng đầu của đảng dân chủ. À, có lẽ nội trong bài hôm nay thôi, bà sẽ chính thức loan báo ai là người đứng phó ra tranh cử tổng thống với bà. Nhưng mà tin của CNN nói rằng rất nhiều triển vọng, đó là nghị à, sĩ của tiểu bang Virginia là Tim Kaine sẽ là ứng cử viên phó cho bà Clinton. Ông Ken là một người rất là nổi tiếng trong giới nghị sĩ liên bang tại nước Mỹ và theo chủ trương gọi người là trung dung, tức là không cực đoan mà cũng không có không bảo thủ mà cũng không quá quá cấp tiến. tờ New York Times nói rằng ông Ken chắc chắn sẽ được chọn và bà Clinton sẽ loan báo cái việc này với những người ủng hộ bà nội trong ngày hôm nay. Ông Bill Clinton là cựu tổng thống của Hoa Kỳ thì hoàn toàn ủng hộ ông Ken Bởi vì ông muốn nhấn mạnh rằng Phải bằng mọi giá bà Clinton phải thắng được trong cuộc bầu cử uh, Tổng dân cử ngày 8 tháng 11 tại thủ bang Virginia Bởi vì tính từ năm 2000 tới nay, tức là trong 16 năm qua Không người nào thất bại tại Virginia mà có thể thắng được cuộc bầu cử để trở thành tổng thống Thưa quý vị, ông Ken là người nổi tiếng với cái chủ trương là ủng hộ cho những hiệp ước mậu dịch quốc tế. Thí dụ, ông đã lập tức bỏ phiếu để thông qua uh, cái hiệp ước TPP uh, TPP tức là hiệp ước kinh tế xuyên Thái Bình Dương và ông cũng đã ủng hộ cho NAFTA. Một chiếc máy bay quân sự của Không quân Ấn Độ cất cánh từ một cái phi trường tên là Chennai uh, bay tới Port Blair đã bị mất tích với 29 người ở trên máy bay. Uh, Tin của tờ Indian uh, India Today cho biết là chiếc máy bay xuất phát từ căn cứ Không quân ở Chennai mất tích trong một cái tình trạng huấn luyện không thông thường hàng tuần. Hiện nay thì các lực lượng cứu trợ không quân và hải quân của Ấn Độ đang tùa ra cái vùng vịnh Bengal để hy vọng là tìm được chiếc máy bay này. Đây là một loại máy bay hiệu AN-32 do Nga sản xuất. Nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh vẫn tiếp tục chính sách hung hăng và ngăn ngược tại khu vực Biển Đông. Mới đây nhất, thì tờ China Daily vừa mới loan báo rằng những công ty phát triển du lịch quốc tế của Cộng sản Trung Quốc dự trù sẽ mua từ 5 đến 8 tàu du lịch để chở khách của tàu ra ăn chơi khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam. Và lúc này thì công ty đã có kế hoạch xây dựng một chuỗi các khách sạn và cửa hiệu trên nhóm đảo Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa và sắp sửa đưa du khách Trung cộng đến đây ăn chơi. Từ nay đến năm 2020 thì các tour du lịch của tàu dự trù sẽ mở rộng trên quần đảo Trường Sa và công ty phát triển du lịch quốc tế Tam Á sẽ mở một tour du lịch vòng quanh biển Đông. Tin mới nhất cũng cho biết là nhạc quyền cộng sản Trung Quốc dự trù sẽ có một cuộc tập trận bắn đạn thật ngay tại vùng vịnh Bắc Bộ của Việt Nam và <laughs> sẽ ra lệnh cho tất cả các tàu bè trong khu vực không được di chuyển bởi vì um, họ sẽ bắn đạn thật. Ngoài ra trong mấy ngày vừa qua thì không quân của tàu cộng cũng đã um, tập trận ở khu vực biển đông và bắn uh, phi đạn thật. Tin cuối cùng liên quan đến cái vụ khủng bố tại Nice vào tuần trước, uh, thưa quý vị, một công tố viên uh, của chính phủ Pháp mới đây vừa họp báo cho biết là cái người đàn ông lái xe đâm vào đám đông ăn mừng lễ quốc khánh, <laughs> tức là lễ pasti ở thành phố biển Nice giết chết 84 người thì kẻ này không phải hành động một mình mà có đồng lõa và đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để nghiên cứu kế hoạch tấn công. Nói chuyện với nhà báo vào lúc sáng ngày hôm nay thì thủ đô Paris thì ông François Molins là công tố viên của Pháp nói rằng tất cả những dự kiện trong cái máy điện điện thoại của hung thủ cho thấy là những hình ảnh và các việc tìm kiếm của cái đám này trên mạng cho thấy là hắn ta có thể chuẩn bị cuộc tấn công từ năm 2015. Công tố viên Molins nói rằng năm nghi can đang bị câu lưu và đang đối mặt với cái việc cáo buộc về tội khủng bố kể cả đồng lõa là giết hại người và sở vũ khí ông Linh xác nhận là nghi can có bốn người đàn ông hai người gốc Tunisia một người Tunisia và một người Albania cũng như là một người phụ nữ song tịch Pháp và Albania theo tin của hãng thông tấn AFP thì các dịch vụ tình báo trước đó không biết về bất kỳ hành động nào của những nghi can đã bị bắt giữ chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai xin lỗi quý vị sáng ngày thứ hai tuần tới